Mây giới thiệu bà con món gà vườn nhá, gà vườn nướng nhá. Đấy. Đấy nhá, bà con thấy này. Đây là gà nướng này, còn kia là gà thả vườn này. Đó. Đấy nhá, zoom gà vườn này. Đấy. Đấy nhá, đấy. Đấy đàn gà chưa? Gà này là chạy bộ hoàn toàn luôn nhá. Gà chạy bộ hoàn toàn luôn. Nếu mà nó không như gà nuôi nuôi thì thường là cứ có người già là nó chạy. Nhưng đây gà nướng. À, gà này à, như đây gà loại gà này đó. Thả vườn như người già là chạy. Nhưng nếu mà gà nuôi công nghiệp là người lại gần không sao cả. Đó. Đó. Bà con nhìn này. Đấy nha. Đó, gà ngon chưa? Đấy nha, zoom nhá. Gà chạy bộ chưa? Đấy. Đấy. Thấy không? Đấy, nó rúc trong vườn rào. Thấy người đây là nó sợ, nó không dám ra. Đấy, con gà trống đẹp. Đấy nhá. Đấy. Đấy. Thấy không? Đấy. Thấy không? Đấy. Nướng gà rất là thơm. Đấy, xoay nó đi. Con này gần ăn được rồi, nhưng cho thêm chín thêm tí nữa. Chín kỹ quá thì cũng sợ nó khô gà. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng là được, là ổn, không sao cả. Úi, đẹp. Đấy chưa. Đấy. Zoom luôn cho bà con thấy cái đàn gà nhá. Đó. Đó. Thấy không? Thấy đàn gà không? Vừa bắt một con trong chỗ đấy nướng đây đấy. Gà này tuyệt đối sạch luôn. Gà này chỉ có ăn lúa mới ăn, ăn cỏ, nó ăn cỏ ngoài thôi. Mới ăn lúa lép, mới ở ngô lép thôi. Chứ gia đình cũng không có tiền mua ngô, ngô xịn cho nó ăn đâu. Chưa. Đấy. À, ngon quá. Ngon quá, tuyệt vời rồi. Gà này chín tuyệt vời rồi. Đấy, chín ngon rồi. Đấy. Chín ngon rồi. Chín ngon rồi.